Hi, xin chào chị và các bạn. Hôm nay là 22 tháng 6 năm 2020. Bên em lại về thêm nhiều cây 86 Luna. Đáng lẽ là mấy ngày nay là 2 ngày nay về rồi, nhưng mà tại vì cuối tuần á, lo ăn nhậu không chịu quay phim cho anh chị xem. Đó, bây giờ em sẽ quay 86 Luna cho chị xem. Anh chị nào đang cần 86 thì cứ liên hệ bên em nha. Hôm qua em kia là em về 26 cây, bán hết mười mấy cây rồi, còn mấy cây này thôi. Đó, đây là bỏ zin nha anh chị. Đó, dùng quay cận cảnh cho chị xem. Đó, zin này chúng ta sẽ xước 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 nha, giống mới. Đó, hiện tại có bao nhiêu cây nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 15, 1 sim. Bỏ zin luôn nha. Cây này hiện tại em bán 2 triệu một cây nha anh chị. Giờ quay nó giá luôn nè. 55 một sim giá 2 triệu. 86 Luna giá 2 triệu 3. À, 2 triệu 3. 6 7. Máy pin sạc zin 2 triệu rưỡi. Đó, anh nào mua thì cứ liên hệ bên em. Nhiều lắm, gì cũng có đó. Tám nghìn tám carbon, gold. Sắp tới em sẽ làm lại hàng 88 giá rẻ cho anh chị xài. Nhưng mà sắp tới làm thì là mình tập trung cái máy phím zin để cho anh chị xài được cái chốc. Chứ những đợt trước mà làm xài nhiều làm những cái mà 88 rẻ đó mà để phím lô dễ chốc lắm, mất công. Tại bữa giờ nhiều anh chị hỏi quá trời mà em không có thời gian làm. Sắp tới em sẽ làm lại hết. 79 cả trong một cái clip. Nuga 79 này chức năng nó vừa 6,5C vậy anh chị. Đó. Hàng luôn có sẵn. Cái pin cho tôi. Khởi động nó hơi chậm. Rồi, ghi mày đây. Màu đen. Đủ màu cho anh lựa, anh chị chọn luôn. Màu gì cũng có. Đó, màu nâu. Cứng quá, bứt không nổi. Này đúng là hai tay á, mà một tay bứt nổi thôi, để đi, cầm luôn đi. Rồi. Tay quay một tay bước đây rồi đó. Anh nào mua 86 thì cứ ghé em lấy, anh nào mua 67 ghé lấy luôn, anh nào mua 88 hay 79 hay 515 thì ghé luôn nha. Một sim, bây giờ em làm một sim thôi nha anh chị. Hai sim nó hay bứt sóng sim hai lắm, bây giờ bỏ rồi. Năm 15 á, với lại mà 67 á thì hai con thì khách hay mua nhiều lắm, nhưng mà theo cảm nhận á, cái phím 55 này nè bấm êm hơn mà chữ nó to hơn nữa, nó cảm giác bấm êm hơn đó. Còn 67 thì nó cũng ok nhưng mà cảm giác bàn phím nó hơi nhỏ hơn 55 đó, mỗi người một sở thích. Em nhập về đủ loại cho anh chị chọn, anh chị nào cần cái gì lấy cái đó đó, còn rất nhiều nha. Đó, anh chị xem. Rất là nhiều nha. Rồi. Ok. Một địa chỉ duy nhất nha anh chị.
một địa chỉ nhất không có chi nhánh. Ok, cảm ơn chị xem clip.